Hãy dừng ngay ảo tưởng kinh doanh nhà thuốc không dễ dàng thành công như bạn nghĩ. Xin chào các bạn, tôi là Dược sĩ Trần Võ Bảo, là nhà huấn luyện về kinh doanh, chuyên gia đào tạo xây dựng đội nhóm kinh doanh về ngành dược. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng đề cập vấn đề là kinh doanh ngành dược nhà thuốc như thế nào cho thành công. Thì Bảo hiểu rằng Bảo cũng như các bạn, chúng ta đều mong muốn có được một nguồn thu nhập cao, chúng ta xây dựng được một đội ngũ nhân sự mạnh mẽ để chúng ta có thể xây dựng được một hệ thống nhà thuốc riêng cho bản thân mình. Tuy nhiên, thực tế là để đạt được cái điều này nó không dễ dàng như bạn nghĩ. Thực tế là nó xuất hiện các cái trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là khi mà chúng ta thực tế bắt tay vào kinh doanh thì không bán được hàng. Khi mà có đối thủ cạnh tranh thì chúng ta không biết cạnh tranh như thế nào. Thứ ba nữa là chúng ta không có cái chiến lược rõ ràng. Thứ tư nữa là chúng ta không có một cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Từ đó khiến cho chúng ta là thất bại cũng như là phá sản, và trước mắt là thấy rõ ràng là doanh thu càng ngày càng tụt giảm không như chúng ta đang kỳ vọng. Và bạn nào đang là nhân viên, bạn nào đang là học việc và có ý định mở nhà thuốc thì các bạn hãy chậm lại một bước, đừng nghĩ rằng kinh doanh nhà thuốc dễ dàng thành công như các bạn nghĩ. Có thể các bạn đang làm trong một môi trường thật là tuyệt vời, một nhà thuốc rất là đông khách, nhưng các bạn nghĩ rằng là sau này mình cũng mở một cửa hàng, mình mở một nhà thuốc y chang như cái môi trường mình đang làm. Mình nhập hàng như vậy, mình bán như vậy là mình sẽ thành công. Điều đó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu các bạn ạ. Nếu như vậy thì rất là nhiều người họ đã thành công. Và thứ hai, các bạn có để ý rằng là khi có một cửa hàng nhà thuốc thì chúng ta rất thành công, chúng ta có tiền, chúng ta có thời gian. Nhưng khi có hai cửa hàng trở lên, bắt đầu là vấn đề xuất hiện. Nào là không có thời gian cho gia đình, không có thời gian cho bản thân, không có thời gian cho công việc của chúng ta nữa. Thì lúc nào cũng bù đầu bù tóc và không có thời gian dành cho cái lối sống mà chúng ta đã mong ước, ước muốn, dành cho thú vui cũng như là cái sở thích của bản thân. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể kinh doanh ngành dược thành công? Vậy thì để mà kinh doanh ngành dược thành công thì nó cũng không hề là khó khăn khi chúng ta biết rõ bốn cái điều cơ bản sau. Điều cơ bản thứ nhất là chúng ta phải biết cách là quản lý tài chính của mình. Cái lỗi này thường hay gặp nhất đó là khi mà một cửa hàng thì các bạn có tiền, nhưng mà khi có 2-3 cửa hàng thì các bạn thậm chí là không có tiền mà còn lỗ. Mà rõ ràng là doanh thu hàng ngày của chúng ta rất là cao, nhưng cuối cùng vì sao, bằng nguyên nhân nào, vì đâu, do đâu mà cuối tháng trên sổ sách thì có lợi nhuận nhưng thực tế thì không còn tiền nữa. Vậy thì các bạn phải rõ ràng trong vấn đề về quản lý tài chính. Các bạn phải có một cái chiến lược sử dụng vốn, xoay vòng vốn và sử dụng đòn bẩy tài chính như thế nào đó để có thể rằng là chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta vẫn có lợi nhuận ròng bỏ vào túi mỗi tháng sau kinh doanh. Đấy. Cái điều thứ hai các bạn phải làm rõ nữa đó là các bạn phải biết rõ về cách bán hàng. Các bạn phải có một cái chiến lược bán hàng. Các bạn phải có một cái quy trình bán hàng. Các bạn phải có cái ma trận về sản phẩm. Các bạn phải biết sản phẩm nào thu hút khách hàng, sản phẩm nào là sản phẩm upsell, sản phẩm nào là sản phẩm cross sell, sản phẩm nào là giúp gia tăng doanh số nhà thuốc, sản phẩm nào là giúp để thu hút khách hàng. Vậy thì các bạn phải rõ ràng về cái ma trận sản phẩm và cũng như là cái chiến lược về bán hàng thì các bạn phải làm rõ trước khi các bạn mở kinh doanh. Và cái điều thứ ba mà các bạn phải rõ ràng khi mà để mà mở một cửa hàng để thành công thì các bạn phải rõ ràng về đào tạo về nhân sự. Đào tạo nhân sự thì hầu như các bạn cũng hiểu rằng là khi mình tuyển dụng về, mình đào tạo và sau đó họ giỏi lên, họ bán được cửa hàng của chúng ta, phải không? Điều đó là bắt đầu của sự thảm hại và thất bại. Các bạn hãy chậm đi một bước, các bạn hãy nhìn lại rằng có phải là lâu nay chúng ta vẫn tuyển dụng ồ ạt, hoặc các bạn đang ở vị trí nhân sự đang đi làm cho chỗ khác, có phải là người sếp, người chủ của mình họ tuyển dụng rồi nhân sự một thời gian họ cũng đi. Một năm họ tuyển khoảng tầm được 20 người nhưng cuối cùng chỉ có được vài người ở lại, hoặc thậm chí là vài người ở lại qua năm hết Tết họ cũng bỏ đi, phải không các bạn? Vậy thì điều gì mà tại sao có một số nhà thuốc, một số tổ chức, một số tập đoàn họ có thể tuyển dụng được nhân sự mà nhân sự họ làm việc với họ lâu dài? Các bạn ạ, khi mà nhân sự làm việc với chúng ta lâu dài thì chúng ta mới ổn định được doanh số, chúng ta mới ổn định được đội ngũ nhân sự, từ đó chúng ta mới nhân bản được hệ thống nhà thuốc, lúc đó bắt đầu chúng ta mới có tiền. Vậy thì chúng ta phải tuyển dụng nhân sự như thế nào cho hiệu quả? Phải bước thứ nhất là các bạn phải đề ra các cái tiêu chí. Các bạn nghĩ rằng những cái tiêu chí này, nhân sự này họ phù hợp với cửa hàng của chúng ta, họ phù hợp với phong cách đào tạo của chúng ta và họ cùng một giá trị chung đối với chúng ta. Vậy thì các bạn hãy lên checklist khoảng tầm 10, 15 hoặc là bao nhiêu điều đó mà các cái tố chất, những cái yêu cầu này gọi là mô tả về nhân sự trong tương lai. Và sau đó các bạn mới bước thứ hai là bắt tay tuyển dụng. Bắt tay tuyển dụng về những cái nhân sự nào phù hợp với cái tiêu chí đó thì chúng ta mới tuyển dụng. Vì vậy là chúng ta không vội vàng tuyển dụng nhân sự một cách vội vàng và sau đó là mở nhà thuốc một cách ồ ạt như vậy sẽ giết cho chúng ta sớm đuối về kinh tế cũng như là thất thoát rất là nhiều. Chúng ta chỉ sẵn sàng mở cửa hàng khi mà chúng ta có đội ngũ nhân sự
mà phải là nhân sự cốt lõi, nhân sự nòng cán. Vậy thì liên quan đến tuyển dụng đúng. Và sau khi các bạn tuyển dụng rồi thì các bạn phải xây dựng cái lộ trình đào tạo cho họ. Đào tạo mỗi người vào không phải đào tạo giống nhau. Kết quả có thể là trong một khoảng thời gian ABC nào đó, một tháng, hai tháng phải đạt được kết quả như nhau. Nhưng mà quá trình đào tạo, cái thời gian tuần 1, tuần 2, tuần 3 nó phải khác nhau. Nó phải phù hợp với tâm lý của từng nhân sự một. Đấy, vậy thì các bạn phải xây dựng được cái lộ trình đào tạo cho họ. Và sau khi xây dựng lộ trình đào tạo cho họ thì các bạn phải bắt tay vào đào tạo liên tục. Đào tạo đến khi nào họ giỏi 80-90% bằng khả năng của chúng ta thì lúc đó chúng ta mới yên tâm mở cửa hàng cho họ đứng. Và cái khi mà trong quá trình đào tạo như vậy, để họ có thể yên tâm làm việc với chúng ta, thì chúng ta phải xây dựng một cái văn hóa để tạo ra một cái đội nhóm nhân sự mạnh mẽ. Và chúng ta phải thiết kế một cái lộ trình công danh để cho họ biết họ đang phấn đấu về điều gì. Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên sale trong cái ngành sale là tỷ lệ từ 60-80%. Và họ không nghĩ rằng là cái ngành sale là cái ngành mà có giúp cho họ là gắn kết được lâu dài. Đây là tâm lý chung của nhân viên sale. Thì cái ngành của chúng ta vừa là sale vừa là dịch vụ. Vì vậy chúng ta phải đi hiểu, chúng ta phải hiểu về tâm lý của nhân sự mình và thiết kế ra cái chương trình đào tạo. Và tất cả cái phúc lợi thì giúp cho nhân sự mình, họ nghĩ rằng cái môi trường của chúng ta đó là một cái tương lai, chứ không phải là một môi trường làm việc tạm bợ. Và không phải giúp cho họ nghĩ, mà thực tế chúng ta cũng phải giúp cho họ đạt được cái điều đó bằng một cách nào đó, giống như thông qua cổ phần, như là khoán doanh số hay bất cứ điều gì mà khiến cho họ cảm giác tuyệt vời hơn, sung sướng hơn, và họ ở đây với chúng ta họ hạnh phúc hơn, họ có tương lai khi ở với chúng ta. Thì lúc đó nhân sự với chúng ta mới làm việc với chúng ta lâu dài. Đó là điều thứ ba, là chúng ta phải đào tạo một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, hay được bảo còn gọi là đội ngũ nhân sự cốt lõi, đội ngũ nhân sự core team. Đấy. Và điều thứ tư mà cực kỳ quan trọng, đó là các bạn phải rõ ràng về chiến lược kinh doanh. Các bạn có chiến lược về kinh doanh, trong kinh doanh có ba cái yếu tố cơ bản nhất. Đó là số khách hàng tiềm năng, thứ hai là tỷ lệ trung bình đơn, thứ ba là tỷ lệ lặp lại. Và các bạn cũng phải quan tâm đến cái chiến lược cạnh tranh. Thí dụ như chúng ta đang là ăn nên làm ra, thì chúng ta có những ông lớn về, hoặc có những cửa hàng tư nhân họ mở to hơn, họ mạnh hơn chúng ta. Vậy thì chúng ta phải cạnh tranh với họ như thế nào để chúng ta không bị mất khách mà bấy lâu nay chúng ta đã gây dựng. Hoặc là các bạn muốn mở rộng thị trường, mà thị trường ngon này chắc chắn sẽ không thể nào mà chỉ có chúng ta, thậm chí là có những ông lớn hoặc là có những người khác đã mở trước rồi. Vậy thì các bạn về đó, các bạn muốn thu hút khách hàng của mình như thế nào, các bạn muốn cạnh tranh thì các bạn phải làm như thế nào, phải không các bạn? Còn nếu một thị trường nào đó mà không có ai vào, các bạn nghĩ rằng là nó xanh, nghĩ rằng nó là ăn nên làm ra, nhưng mà không có ông lớn nào, không có một ai về đó, chỉ có lê que vài cái cửa hàng nhỏ li ti, thì thực sự thị trường này rất là đáng cảnh báo. Chưa hẳn là không có người lớn, không có cửa hàng to là dễ ăn đâu các bạn ạ. Thế nên là các bạn phải có một cái chiến lược cạnh tranh, cái chiến lược phát triển và cái chiến lược hướng đi đúng đắn, cũng như là chiến lược mở rộng cửa hàng. Vậy thì các bạn phải có đầy đủ cái chiến lược như vậy thì các bạn mới bước chân vào cạnh tranh. Và để mà kinh doanh trong ngành thuốc thì nó cần nhiều cái vấn đề hơn, không chỉ bốn cái điều đó, nhưng mà bốn cái điều cơ bản nhất đó là chiến lược về đào tạo, tức là chiến lược về đào tạo nhân sự, chiến lược về quản lý tài chính, chiến lược về bán hàng, chiến lược về kinh doanh, và thứ năm đó là chiến lược về quản trị. Vậy thì các bạn ít nhất các bạn phải đáp ứng được bốn cái điều cơ bản như vậy thì mới mong rằng là chúng ta kinh doanh ở đâu cũng thành công, mà sẽ giảm bớt cái tỷ lệ thất bại đi. Vì vậy là kinh doanh nhà thuốc dễ thì cũng dễ, mà khó thì cũng khó. Dễ cho những ai thấu hiểu thị trường, dễ cho những ai nghiên cứu những con số và có cái chiến lược đường đi rõ ràng. Còn khó cho những ai mà nhìn thấy người ta làm mà mình bắt chước theo, thì thực sự là khó khăn và cái khả năng thất bại nó cao hơn cái khả năng thành công. Vì vậy là mong rằng các bạn trước khi bắt tay vào thành công, bắt tay vào kinh doanh thì hãy lưu tâm những cái bốn cái chỉ số trên các bạn nhé. Và các bạn trong quá trình kinh doanh cũng như xây dựng đội nhóm hoặc là chuẩn bị kinh doanh đang gặp những cái vấn đề khó khăn nào, đừng ngần ngại comment những cái vấn đề các bạn đang gặp phải ở phần bình luận. Bảo sẽ làm video live stream hoặc làm video để trả lời, chia sẻ cùng các bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đó các bạn nhé. Và các bạn cảm thấy video này hay mà thú vị thì hãy cho Bảo một share và hãy đăng ký kênh YouTube của Bảo, để khi Bảo chia sẻ những video, những chiến lược và cách huấn luyện về đội nhóm nó tuyệt vời như thế nào thì các bạn là những người đầu tiên nhận được video như vậy. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.